Chào bạn, thì hôm nay công ty Ngọc Phương Nguyên bàn giao cái máy uống lò xo. Thì đây nhân viên kỹ thuật đang tiến hành test thử và vận hành cơ bản. Hiện tại như các bạn đã thấy thì máy đang vận hành rất là trơn tru. Đây là sản phẩm mình đang test giai đoạn cuối, mình chưa lắp dao để test về cái vận hành thôi. Đây là sản phẩm sau khi hoàn thiện.